Trên đời này có nhiều thứ có kích cỡ cực kỳ to, như là cái quả xe ô tô này, hay là chiếc bật lửa này, mà thật ra thì nó như là một cái khẩu súng phun lửa các bạn ạ. Hoặc là cái bụng của mình nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến những thứ to nhất trên thế giới. Bạn có mê sô-cô-la tới đâu đi chăng nữa cũng không thể nào mà nuốt nổi cái thanh sô-cô-la to khủng bố như này. 24.000 calo, hơn 1 cân chất béo, và kinh khủng nhất là gần 3 cân tinh bột. Nếu bạn vẫn cố chấp để ăn cái hết cái thanh sô-cô-la này thì xin chúc mừng, bạn lúc đấy sẽ mở khóa được thành tích tiểu đường cấp độ 10. Đây là ngọn tháp được xây nên bởi những viên gạch Lego cao nhất thế giới, với độ cao lên đến 35m các bạn ạ. Thật sự mình rất nể phục những cái người thợ đã xây được cái tòa tháp này. Các bạn thử tưởng tượng đi, lóng nga lóng ngóng lỡ tay mà đẩy nhẹ một cái thôi, nó đổ cái tòa tháp này thì thôi, tôi đau đớn, tôi gục ngã. Với những người thợ thêu chăn bằng tay này, họ không cần phải phân vân với việc họa tiết nào để cần thêu. Và như vậy họ đã tạo ra chiếc chăn thêu tay to nhất thế giới. Với công sức của hơn 1.000 người thợ, từ trẻ con tới người già, đến từ hơn 13 quốc gia trên toàn thế giới, họ đã cùng nhau tạo nên chiếc khăn thêu tay với diện tích lên đến hơn 11.000 m². Quả chăn này chắc chắn là thiên đường cho những bạn nào mà không muốn ngủ một mình. Đấy, thấy chưa? Ủa, nó to chưa? Không bao giờ là đủ pizza cho mới. Vì vậy chúng ta đã có chiếc bánh pizza to nhất thế giới. Với đường kính lên đến 40m thì hiển nhiên là ăn chặt luôn kỷ lục thế giới Guinness rồi đúng không? Muốn cắt nó ra cũng phải dùng một cái đồ cắt mà nó phải to như thế luôn các bạn ạ. Và những cái người tham gia cái buổi này cũng sướng nha. Ở đó thì đương nhiên là được ăn miễn phí rồi, mà thậm chí là có khi là còn được cả gói mang về nữa chứ. Những người thợ lành nghề này đang vô cùng tỉ mỉ làm thủ công từng khớp nối, từng cái ô vuông để tạo nên được cái Rubik với độ dài của mỗi cạnh lên đến 2,5m. Các bạn nghĩ rằng là Rubik càng to thì càng nhìn rõ màu thì càng dễ lắp á. Nhìn đi, 4-5 người mới có thể là giải được nổi cái cục Rubik này. Khi chơi những cái bộ môn thể thao như là tennis, cầu lông với cả bóng bàn, bạn đã bao giờ nghĩ rằng là nếu mình sở hữu cái vợt mà nó to hơn ấy thì các bạn sẽ dễ đánh hơn không? Câu trả lời là không nhá. Nhìn vào đây là hiểu luôn kìa. Cái nỗ lực mà để cho cầm cái vợt đấy để mà đánh được ấy đã là vô cùng mệt mỏi rồi. Và như vậy thì không có thể nào mà đủ lực để mà đánh mạnh được. Đánh trông rất là vất vả luôn. Rồi ơi, đây không phải là chiếc ván trượt bình thường được phóng to đâu. Cái ván hồng hồng này mới là cái ván trượt cỡ thường này. Chiếc ván trượt này với kích cỡ của nó gấp đến 12 lần với ván trượt cỡ bình thường. Nó có thể cho phép hàng đống người cùng đi lên và cùng trượt. Nhưng mà mỗi tội là mình không biết là điều khiển hướng đi cái này như nào ta. Nhưng mà thôi, nhìn họ chơi vui như này cũng được rồi. Tại vùng đất Binzi của nước Đức. Vâng, không phải là nhà của cái rapper nổi tiếng đi đâu các bạn nhá. Người ta đã xây nên được một cái lâu đài cát cao nhất thế giới các bạn ạ. Gần một tháng trời với gần 20 người cùng nhau làm 8 tiếng một ngày, với độ cao là hơn 17m. Với công sức của gần 20 người. Và thật sự rằng là mình nghĩ rằng là nếu mà anh Binzi anh ấy mà biết được là có lâu đài này ở cái địa điểm trùng tên với anh ấy thì có khi anh ấy cũng qua đây anh ấy mua cái lâu đài này luôn đấy chứ các bạn. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ rằng là thế bây giờ trời mưa thì sao nhỉ? Máy bay quá bé để mà chở hết mọi người đi chơi lễ Tết á. Đầu tư vào cái quả máy bay Stratolaunch này đi. Trông y chang như là kiểu hai cái máy bay nó dung hợp vào với nhau nhỉ? Đấy, mà mình nghe nói là cái máy bay này ấy là có vẻ như là sẽ có thể đưa con người lên trên vũ trụ luôn, không cần phải tên lửa gì đâu. Người đàn ông này có một thứ rất to, đó là chiếc xe đẩy hàng của ông ấy. Ông ấy đã sở hữu chiếc xe đẩy hàng to nhất thế giới, và nó làm đúng nhiệm vụ và chức năng của chữ xe, là có thể tham gia vào giao thông được các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ người ngồi trên xe như này thì biến thành luôn hàng hóa rồi còn gì nữa. Đây cũng là một chiếc xe cao nhất thế giới. Xe scooter này được một người mặc cái quần, có lẽ là cái quần cũng dài nhất thế giới luôn. Nhưng mà rất tiếc là cái kiểu lái của anh này có vẻ hơi khó khăn các bạn ạ. Không có kiểu phóng đi như là mấy cái xe scooter bình thường được. Đây là cái kết. Súng phun nước của bạn quá bé. Ý mình là súng phun nước theo nghĩa đen. Nhưng bạn không phải là anh ý, vì anh ý có thể chế tạo được súng phun nước to nhất thế giới. Với sức công phá siêu khủng khiếp, chặt đôi dưa hấu, chém đứt cái quả chuối. Mà các bạn thắc mắc là liệu khẩu súng này mà bắn vào người á như nào á? Đây, nhìn cái quả, ôi, cảm thấy là mỡ của mình nó tan ra. Bạn có thích ăn món chó nóng không? Ý mình không phải là thịt chó nhá, mà là hot dog. Đây là chiếc bánh mì kẹp thịt dài và nặng nhất thế giới, với độ dài lên tới 12m
nặng tới 17 cân, nó có thể đủ cho đến 500 người ăn cùng một lúc. Vừa nãy là bánh mì kẹp thịt, bạn nào mà chê, qua đây ăn cái hamburger to nhất thế giới này. Một đống các thể loại topping, phô mai, thịt bò, cà chua, rau xà lách đủ kiểu. Cho các bạn ăn đảm bảo xong ấy là ngấy đến cuối đời luôn. Mà cái nhà hàng này chắc cũng không dám làm cái thứ hai đâu. Làm một cái này là mất tới 18 giờ đồng hồ và 8.000 đô để mà làm được cái bánh. iPhone 14 vừa được công bố, thiết kế mới các kiểu có đà điểu, nhưng mà không thể đỉnh bằng chiếc iPhone to nhất thế giới này được. Với chiều cao 1,8m và nặng gần 140 cân. Có lẽ là cái iPhone này là của các Titan sử dụng để liên lạc với nhau các bạn ạ. Đã thế lại còn được YouTuber ZHC trang trí custom lại. Quá là tuyệt vời. Nếu cái trò chơi gạt gạt đĩa ở trung tâm thương mại này, cái trò này đó, mà chưa có thể giải quyết được phân định thắng thua giữa bạn và đứa bạn thân, các bạn có thể thử sức tại cái quả bàn to nhất thế giới này. Đó, đảm bảo là tận dụng tất cả kỹ thuật rồi thể lực cho các bạn chạy là mệt luôn đấy, thề. Nhưng mà nếu mà các bạn mà ghi điểm được bởi cái bàn này thì cực kỳ sướng luôn. Chiếc ghế gỗ to nhất thế giới quá thừa đối với một người bình thường để ngồi, với độ cao 17m và nặng tới 21 tấn, tổng cân nặng học sinh một trường tiểu học. Vì không dùng để ngồi được nên là người ta đem nó ra để biểu diễn xe máy các bạn ạ. Bộ máy chơi game PS5 to nhất thế giới với chiều cao là hơn 3m, nặng hơn 227 cân, giá tiền là hơn 70.000 đô. Và chiếc PS5 này chơi được bình thường luôn nha, chơi được Minecraft ngon lành cành đào. Đã thế lại được YouTuber ZHC trang trí, ôi đỉnh, quá là đỉnh luôn ạ. Với cái chiếc PS5 to như thế này ấy, có lẽ là chúng ta phải ngồi lên cái ghế ấy. Chúng ta phải ngồi lên cái ghế gỗ vừa rồi thì mới có chỗ để mới chơi được thoải mái. Nếu các bạn thấy một chú vịt vàng cao su nổi lênh bênh trên sông, có khi các bạn nghĩ rằng là đang có một người khổng lồ tắm ở gần đây. Không, mình là một người có kiến thức, có kinh nghiệm và có trải nghiệm. Nhìn đây là mình hiểu nó là một chiến dịch quảng bá phủ sóng trên toàn thế giới. Bởi vì sao mình biết thế? Năm 2014, chú vịt vàng này đã tới Việt Nam. Đây, khung cảnh Việt Nam này các bạn ạ. Đây là Hồ Bán Nguyệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã từng đến đây, nhưng mà mỗi tội là mình chưa chụp hình được cái nào cả. Không biết là những bạn đang xem video này, bạn hay gia đình của bạn đã đến cái Hồ Bán Nguyệt này để chụp tự sướng với chú vịt này chưa nhở? Cái con vịt vừa rồi ấy, nó xứng đáng được bỏ vào trong cái bồn tắm này. Cái bồn tắm siêu to khổng lồ, chỗ mà các anh chàng, hai anh chàng này sẽ chui vào để tắm, với xà phòng tắm là ngũ cốc và nước tắm là sữa tươi. Hãy nhìn khung cảnh cai nghĩ đón nhận dòng sữa trắng rơi xuống vào mặt cai nghĩ đi. Thật là sung sướng đúng không? Ok, nhìn nó hơi ghê một tí, nhưng mà khi bây giờ nhìn cảnh này thì mình thấy ghê thật đấy. Và các bạn đang uống nước tắm của mình và ăn những cái cục ở trong bồn tắm. Và oh wow, còn lặn xuống dưới luôn ạ. Mình cảm tưởng được cái vị của bồn tắm này, nó chứa đựng từ ngũ cốc rồi sữa rồi cả mùi mồ hôi, nó hòa quyện vào với nhau.